bạn, mình tên là Hoàng Gia Nghi và mình vừa nhận được visa du học Mỹ cách đây một tuần. Thì cảm giác của mình lúc đó là khá bất ngờ và rất là vui. Và sau đây thì mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của mình về việc phỏng vấn du học Mỹ. Thì trước tiên là về hồ sơ, các bạn nên chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ về học tập và cũng như về tài chính. Và tiếp đó thì khi đi phỏng vấn thì các bạn nên tự tin và trước tiên là phải chào hỏi phía lãnh sự. Sau đó thì trả lời những câu hỏi mà lãnh sự trả lời một cách rất là quyết đoán và không nên ngập ngừng ấp úng và trả lời quá lan man sẽ gây ấn tượng xấu về phía lãnh sự. Khi làm hồ sơ ở phía Tân Đại Dương thì em thấy rất là an tâm vì bên phía Tân Đại Dương chuẩn bị khá đầy đủ về một hồ sơ cho em, và cũng như là bên phía công ty cũng tư vấn rất là nhiệt tình và hướng dẫn cho em tận tình về việc trả lời như thế nào và làm sao để thu hút sự tin tưởng của phía lãnh sự. Hầu hết những câu hỏi mà lãnh sự hỏi và bên Tân Đại Dương đều hướng dẫn cho em rồi. Nhờ sự tư vấn cũng như sự hướng dẫn tận tình mà khi vào phía phỏng vấn thì em không cảm thấy sợ và em cảm thấy rất là tự tin khi trả lời câu hỏi của mình. Em có người thân ở đó và em cảm thấy cái nền giáo dục của Mỹ rất là tốt. Và em cũng có anh hai đang du học ở đó cho nên là em rất tin tưởng và em chọn Mỹ. Hôm qua đó học trung học phổ thông và học Memorial Homeschool để giúp các bạn có thật nhiều những kinh nghiệm và phỏng vấn thật tốt để vươn đến tương lai tươi đẹp hơn.